Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Con hay nhớ là Đức Phật giảng bài kinh thứ nhất là bài kinh gì không? Bài kinh Chuyển Tâm luôn đấy, bài kinh Tứ Thánh Đế đấy. Còn một bài kinh Tứ Thánh Đế mà học bao nhiêu buổi thì xong. Và cái bài kinh thứ hai là bài kinh Vô Ngã Tứ. Đây, hôm nay sẽ học đến cái bài kinh thứ hai này, bài kinh Vô Ngã Tứ. Bài hôm trước thì nói về vô sự thật, hôm nay là nói về cái không có thật. Tất cả các cái tướng ở thế gian này nó đều là giả tạm, nó đều là giả tướng, nó không có cái tự thể, nó không có tự ngã. Nhưng mà chúng sinh thì không có ý thức được cái điều đó, cứ tưởng là mọi thứ nó có thật, cho nên là mới sinh ra những cái sự phiền não, yêu ghét, rồi tạo các cái ác nghiệp để trôi nằm trong sinh tử. Khi mà giác ngộ ra được cái vô ngã thì sẽ cắt đứt được các phiền não và giải thoát khổ đau. Thì khi mà Đức Phật nói bài kinh đầu tiên là bài kinh Tứ Thánh Đế, thì trong khi mà nghe xong cái bài kinh đấy thì ông Kiều Trần Như chứng được sơ quả Dự Lưu. Và sau đó thì trong những ngày tiếp theo thì Đức Phật vẫn giảng pháp và những cái vị khác cũng đều chứng được sơ quả. Và cho đến ngày thứ 5 ấy, thì Đức Phật mới giảng đến cái bài kinh Vô Ngã Tướng ấy. Và nghe xong cái bài kinh này thì 50 ông Kiều Trần Như đều chứng quả A-la-hán hết. Nhưng khi mà hiểu được cái bài kinh này thì sẽ giác ngộ được, giác ngộ đến cái mức tuyệt đối mà cái nội dung của bài kinh. Khi Đức Thế Tôn ở vườn Lộc Uyển, lúc đấy Đức Phật vẫn đang ở vườn Đai, vườn Lộc Uyển mà đang nói pháp cho 50 ông Kiều Trần Như. Ngài đã giảng 50 ông Kiều Trần Như: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Mở đầu bài kinh thế này. Trong năm cái ngày mà Đức Phật về vườn Đai để thuyết pháp cho 50 ông Kiều Trần Như thì Đức Phật giảng giải rất là chi tiết về Tứ Thánh Đế, và mỗi một ngày để cho một vị đi khất thực về và 6 thầy trò cùng ăn. Và cứ trong 5 ngày liên tục như thế, và 5 vị đều chứng được sơ quả. Và đây là đến ngày thứ 5. Đến cái ngày thứ 5 thì Đức Phật mới quyết định giảng cái bài này, là một cái bài quyết định khiến cho 5 cái vị đệ tử đầu tiên này dứt hết các phiền não. Này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, không có một linh hồn trường kỷ. Sắc là vô ngã. Nếu trong sắc có tự ngã thì sắc này không phải chịu đau khổ. Sắc phải như thế này hay sắc không phải như thế kia. Thì trong 5 uẩn thì ai cũng chấp cái sắc. Sắc thọ tưởng hành thức thì cái sắc nó dễ thấy nhất, vì nó là vật chất. Nó là vật chất, nó là cái thân của con người. Cái vạn vật ở bên ngoài mà nó có hình sắc, có hình dáng, có màu sắc thì nó đều là sắc. Và cái chúng sinh thì chấp sắc, chấp trước sắc, chấp thủ sắc mạnh nhất. Cho nên trong 5 uẩn thì sắc uẩn sẽ xếp vào đầu tiên. Dứt được cái tham ái với sắc thì dứt tham ái với cái tâm nó cũng dễ hơn. Sắc là vô ngã, không có một linh hồn trường kỷ, là không có một linh hồn nó sống ở trong cái sắc thân này, không có một cái gì mà nó tồn tại vĩnh viễn ở cái sắc thân này. Chúng sinh mê muội ở thế gian thì cứ nghĩ là trong cái thân này nó có cái linh hồn nó ẩn, nó núp ở trong đây, khi chết rồi sẽ có một cái linh hồn nó chờ ở đấy để cúng bái cho nó. Nhưng mà thật ra nó là vô ngã, nó không có cái linh hồn nào hết. trong sắc có ngã thì đã không phải chịu đau khổ. Tức là nếu sắc này là của ta thì mình không, thì mình có thể làm cho nó tự tại, cho nó an vui được, nhưng mà không có ai làm chủ được sắc. Nếu khi mà mình sinh ra là do nghiệp nó thôi thúc đi tái sinh, chứ không phải là do mình muốn sinh ra mà được sinh ra. Mình muốn có cái sát thân người mà được cái sát thân người. Đấy, sau khi rồi là nó tự động nó lớn lên, rồi nó tự động nó già đi, rồi nó tự động nó bệnh, rồi tự động nó chết. Mình không có làm chủ, không can thiệp được vào cái quy luật của nó. Nên là nếu cái sắc là của mình thì mình can thiệp được nó, còn sắc là không phải của mình thì mình không can thiệp được nó. Sắc phải chịu như thế này thế kia, tức là sắc phải chịu già, chịu bệnh, chịu chết. Nên là vì nó không phải của mình, cho nên nó luôn nó đi theo cái quy luật của nó không đi theo cái sự sắp xếp của mình. Nhưng sắc này không có ngã nên còn phải chịu khổ đau và không thể nó phải như thế này, nó hay nó phải như thế kia. Mình không thể làm, mình không thể bảo nó phải như thế này như thế kia được. Mình muốn ăn vui nhưng mà nó vẫn khổ đau, mình muốn trẻ nhưng nó vẫn già, mình muốn khỏe mạnh nhưng mà nó vẫn ốm đau. Vì nó không phải của mình cho nên mình không có làm chủ được nó là vậy. Cũng như thế, thọ, tưởng, hành, thức đều vô ngã. Thì cũng như vậy với cái thọ, tức là cái cảm thọ, tức là những cái lúc mình vui buồn, mình đau, mình đau khổ về thân, hoặc là mình có cái sự an lạc về thân, hoặc là cái tâm của mình có lúc vui buồn hoặc có lúc nó không vui không buồn, thì đấy được gọi là cái tâm đấy gọi là thọ. Tưởng là những cái tư tưởng của mình, những cái nhớ của mình. Hành là những cái hành động, thức là những cái tâm thức của các căn. Nó đều như thế, nó đều rỗng không, nó đều vô ngã, nó đều là tạm như vậy. Nó cũng không phải là ta, phải của ta như vậy. Mà từ trước đến giờ thì mình, cái chúng sinh thì bao giờ cũng có cái chấp trước, đó là sắc là của ta, sắc này là ta, ta ở trong sắc, sắc ở trong ta. Thọ cũng vậy, thọ là ta, ta là thọ, ta ở trong thọ, thọ ở trong ta. Tưởng cũng thế, tưởng là ta, ta là tưởng. Hành, thức cũng vậy, mình cứ nghĩ là mình có ở trong những cái đó, mà chỉ khi nào mình giác ngộ ra được mình không có ở trong cái đó không có ở trong mình thì mình mới giải thoát. Vậy các tỳ kheo, sắc này là thường hay vô thường? Là vô thường. Phải thế tốt các tỳ kheo, sắc là vô thường. Cái gì vô thường? Là khổ hay nạn? Là khổ. Phải thế tốt. Vậy có hợp lý chăng nếu nói cái vô thường giả tạm ấy là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi? Thưa không. Phải thế tốt. Đức Phật giảng cái bài pháp như thế để cho mọi người thấy ra được cái sắc này là giả tạm, luôn luôn sinh lên rồi diệt đi, nó không tồn tại mãi nên nó là vô thường. Cái gì mà nó không có tồn tại mãi, nó cứ sinh lên nó diệt đi thì đấy là khổ. Cái khổ ở trong cái vô thường. Một người phải thấy được cái sự sinh lên và diệt đi thì mới thấy được sự vô thường. Thấy được cái sự vô thường thì mới thấy được cái khổ. Khổ nó ở trong cái vô thường đó, cái vô ngã nó ở trong cái khổ đó. Cái khổ đấy nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì tức là đến khi mà sắc là vô ngã, tức là một người đó thấy được sự sinh lên và diệt đi của sắc, sự biến hoại của sắc, thấy được cái sự khổ của sắc, cho nên thấy được cái rỗng không của sắc. Sắc là rỗng không, là giả tạm. Cũng như thế, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường và khổ. Thọ, tưởng, hành, thức nó cũng giả tạm như vậy, sinh lên nó diệt đi, nó không tồn tại mãi nên nó là vô thường, nên nó là khổ, nên nó là rỗng không, là vô ngã. Vậy có hợp lý chăng nếu nói cái gì vô thường giả tạm ấy là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi? Thưa không. Phải thế tôi. Như vậy thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Như vậy này các tỳ kheo, tất cả sắc ở quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong, bên ngoài, thổ thế, cao thượng, hạ địa, ở xa, ở gần, tức là qua cả 11 cái dạng, 11 cái pháp, 11 cái thời điểm của sắc này. Sắc luôn là ở quá khứ, ở hiện tại hay ở tương lai. Quá khứ ở đây có nghĩa là cái sắc thân mình cái lúc nó còn trẻ. Quá khứ gần tức là quá khứ trong kiếp này. Có nghĩa là cái lúc nó còn trẻ mình hay chấp là ngày xưa tôi trẻ lắm, tôi đẹp lắm, tôi khỏe lắm. Đấy là mình chấp vào sắc quá khứ, hoặc là cái quá khứ ở trong các cái đời kiếp quá khứ nữa. Đấy là sắc quá khứ, sắc hiện tại. Hoặc là mình chấp, mình tham ái với sắc hiện tại, mình cho là sắc hiện tại của mình là tốt nhất. Hoặc là tương lai, có thể mình tham ái với sắc ở tương lai. Hoặc là mình tham ái với sắc ở bên trong, là cái trong thân thể mình. Hoặc là mình tham ái với sắc ở bên ngoài, nó là cái thân thể của người khác. Sắc thô và sắc tế, tức là có những cái sắc thô thiển mình dễ thấy, mà có cái sắc nó vi tế mình khó thấy. Mình phân tích ra sắc chân đế nó có sắc thô, sắc tế. Mà ở thế gian nó cũng có những cái loại sắc thô, như là cái con người mình chỉ có cái sắc thô cho nên mắt mình thấy được. Những con súc sinh sắc thô mình mắt thấy được. Nhưng mà những cái loài ngã quỷ hay là chư thiên, các cái vị thiên thần, họ sống ở bên mình nhưng mà họ có cái sắc rất vi tế, mắt thường mình không thấy được. Nên nó cũng có cái loại sắc thô, sắc tế như vậy. Sắc cao thượng, sắc hạ điển. Có những cái sắc cao thượng như là sắc của chư thiên, chư phạm thiên cao thượng. Có những cái sắc hạ điển, những xấu xí, là cái sắc ở các cái loài ngạ quỷ trục sinh xấu xí như vậy. Có những cái sắc là nhân của những nghiệp thiện thì nó cao thượng, cái sắc là nhân của những cái nghiệp bất thiện thì nó là sắc hạ điển. Nó có sắc cao thượng, sắc hạ điển, sắc ở xa, sắc ở gần, sắc ở gần mình, sắc ở nơi xa. Thì tất cả các cái sắc như vậy mình đều phải quan sát, nó là vô thường, khổ, vô ngã, để mình dứt bỏ hết các cái tham ái chấp thủ đối với sắc. Không có tham ái với sắc đã được qua, tức là sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc tương lai như vậy, bên trong, bên ngoài, thô tế, cao thượng, hạ điển như vậy. Thì mình đều phải như thật quán với chánh trí rằng, cần phải nhận thức với chánh trí, cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Đối với thọ thực hành thức cũng đều như vậy. Phải quán chiếu được cái sắc như vậy. Thọ tưởng hành thức tức là 5 uẩn như vậy. Quán chiếu như thật, quán với chánh trí như vậy. Bậc thánh đệ tử thông suốt pháp ấy thì phải nhàm chán sắc thọ tưởng hành thức, dứt bỏ không nên ai, những gì không đáng được ưa thích, và do sự dứt bỏ ấy thì ấy giải thoát. Bậc thánh đệ tử thông suốt cái pháp ấy nhàm chán sắc, quán chiếu sắc. Quán chiếu sắc là để nhàm chán. Tại vì cái bản tính thông thường ấy, thì là mình ưa thích sắc, nhưng mà mình tu tập với cái tuệ quán để mình những cái đáng ưa thích thì mình đã trở nên nhàm chán. Còn có đấy là cái mà diệt trừ lại với cái tham ái. Cái mà đáng ưa thích, sắc là cái mà người ta đáng ưa thích nhất. Thì cái sự tu tập theo giáo pháp của Đức Phật là để cho mình nhàm chán với cái mà đáng ưa thích này. Thì đó là phải quán chiếu sắc thọ tưởng hành thức. Và nếu khi nào mình nhàm chán ly tham đoạn diệt từ bỏ, đạt được chánh trí chứng ngộ niết bàn, thì dứt bỏ được không nguyên ai đối với những sắc nữa. Những gì không đáng được ưa thích và do sự dứt bỏ ấy bị ấy giải thoát. Khi nào mình dứt bỏ được thì mình giải thoát, dứt bỏ được cái tham ái đối với sắc thọ tưởng hành thức này thì giải thoát. Trong phòng sư có cái tờ bản tâm, biết bản tâm không? Ở trên cái kệ bên trong tường này. Mấy chục tờ, cho mỗi người một tờ. Em nay học cái bài đây. tri kiến trở nên sáng tỏ, ta đã giải thoát. Vị ấy thấu suốt rằng dòng sinh tử đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã thành tựu, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Thế thì cái quá trình tu tập này chỉ thế, chỉ để mình ngộ ra được cái năm uẩn này. Bình thường bởi vì tất cả những chúng sinh phàm phu mình trôi nan ở trong sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay, đó là do mình chấp cái thân năm uẩn này là của ta. Và bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật, cái Đức Phật đã tu tập, đã giác ngộ ra là cái thân năm uẩn này không phải của ta. Và khi mà Đức Phật giảng dạy cái giáo pháp giới định tuệ tu tập làm sao để cho tất cả mọi người hiểu ra được rằng, giác ngộ ra được rằng cái thân năm uẩn này không phải của ta, thì lúc đấy những chúng sinh đấy được giải thoát, thì cái tri kiến được giác ngộ là được sự thật. Những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, tâm của năm vị tỳ kheo hoàn toàn trong sạch, không còn chút ô nhiễm. Tức là nghe xong cái bài pháp này thì năm vị tỳ kheo đấy đều chứng quả A-la-hán, dứt hết các phiền não. Vậy cái bài kinh này nó có cái oai lực như thế nào mà nghe xong bài kinh đấy mà chứng được quả A-la-hán hết? Vậy bây giờ mà ai nghe bài kinh đấy có chứng được quả A-la-hán không? Đức Phật giảng rất là đơn giản như vậy mà năm vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán. Thế bây giờ phần hỏi đáp hôm nay sẽ học về một uẩn đầu tiên. Bài hôm nay chỉ học về một uẩn thôi. Mình học làm sao cho nó thấu đáo, cho nó hiểu ra được cái sắc là thế nào. Hôm nay chỉ học về sắc ấy. Nó có 5 uẩn thì sẽ học từng uẩn một. Vậy vì 5 vị tỳ kheo kia thì căn cơ cao quá, ngay một lúc cả 5 uẩn mà giác ngộ được. Bây giờ thì căn cơ thấp hơn nên mình phải nghe ở cái mức chi tiết hơn thì mới giác ngộ ra được. Vậy trong phát cho mỗi người một tờ thì học 5 uẩn cho nó rõ ràng. Vô ngã có nghĩa là gì? Nên cái bài đầu đề của bài kinh vô ngã tướng, nên mình phải hiểu thế nào là vô ngã nhé. Vô ngã có nghĩa là không có thực thể, tức là mọi thứ trên đời này đều rỗng không, giả tạm, không có thực nên gọi là vô ngã. Là trên đời thì cái gì nó cũng có hình tướng của nó, cái gì nó cũng có hình tướng, nhưng mà những cái hình tướng đấy nó được kết hợp bởi nhiều yếu tố chứ không có một cái gì nó có nguyên thể của nó. Ví dụ bây giờ một cái ngôi nhà này thì nó được kết hợp với rất nhiều thứ, nào là sắt thép, nào bê tông, nào xi măng, nào đủ thứ nó lắp ghép lại với nhau. Vậy thì cái ngôi nhà này nó cũng vậy, mà những cái nhỏ hơn nó cũng thế. Nhìn vào bất cứ một cái vật gì vậy, nó không có một cái nguyên khối nào, không có một cái nguyên thể nào hết, mà cái gì nó cũng có thể chia sẻ, mổ xẻ nó ra thì nó đều có nhiều thành phần, nhiều yếu tố nó ghép lại, nó hợp lại, nó mới thành được một cái. Và cái chúng sinh thì mình nhìn ở cái hình dáng giả tạm bên ngoài và mình chấp trước, mà mình không biết được cái giả tạm của nó ở bên trong. Đấy, cho nên là sinh ra cái yêu, cái ghét, cái hơn thua, cái ngã mạn, đều mọi cái phiền não đều là do cái sự hiểu không đúng với bản chất, không đúng sự thật của tất cả vạn vật. Cho nên là mình mới sinh ra cái vô minh, mình sinh ra phiền não. Mọi thứ đều có hình dáng màu sắc kích cỡ, như vậy tại sao lại nói nó không có thật? Mọi thứ đều có hình dáng, đều có màu sắc, như vậy tại sao nó không có thật? Bởi vì tất cả những thứ đó đang sinh lên diệt đi liên tục mà mắt thường mình không nhìn thấy, chỉ có tuệ giác mới thấy. Tất cả mọi thứ nó đều thế, nó cứ sinh lên nó diệt đi liên tục. Người có trí tuệ mới thấy được cái sự sinh diệt liên tục. Và bây giờ mình thì mình có thể thấy được một cái vật gì đó nó được hình thành, rồi sau đó trải qua một thời gian nó hết cái tuổi thọ rồi nó bị hư hỏng. Như là mình thấy một người sinh ra rồi phải chết đi, mình thấy một người này có sinh ra rồi phải diệt đi. Nhưng mà trong cái tuệ giác, quan sát bằng cái tâm giác trí tuệ ấy, thì sẽ thấy được cái sự sinh diệt nó liên tục trong mỗi sát na, thì đó gọi là vô thường. Cái đấy gọi là mấy là cái tuệ giác, giác ngộ là cái vô thường. Đấy, thì lúc đấy nó mới có cái sự kinh cảm và mới có cái sự giác ngộ thật sự. Vậy Đức Phật dạy là sắc là vô ngã, vậy sắc là gì? Bây giờ mình nghiên cứu cái sắc ấy, nó có 28 loại sắc này. Sắc là chỉ cho tất cả những thứ thuộc về vật chất, bao gồm cả thân thể bên trong, vạn vật bên ngoài. Nói chung nó là đất nước lửa gió. Tất cả mọi thứ nó mình nhìn thì nó có nhiều màu sắc, nhiều hình dáng, nhiều hình dạng, nhiều thể loại khác nhau. Nhưng mà khi phân tích, khi mổ xẻ, khi chia sẻ đến cái mức tận cùng của nó chỉ có 4 cái đại chủng, đó là đất nước lửa gió mà thôi. Cái gì nó chỉ có 4 cái thứ này. Bây giờ trong thân mình giờ cũng chỉ mình nhìn thì bên ngoài thì mình phân biệt ra này, người này đẹp, người này xấu, người này già, người này trẻ, người này khỏe, người này yếu, người này thế này thế kia. Nó mình nhìn bằng cái tưởng tầm thường ấy thì nó nhiều hình dạng khác nhau, nhưng mà khi nhìn bằng cái tuệ thì nó chỉ có đất, nước, lửa, gió. Có chăng nữa thì nó có màu, mùi, vị, dưỡng chất. Cái gì nó cũng phải có thêm 8 cái yếu tố. Đất, nước, lửa, gió này thì nó đều có màu sắc của nó, có màu, có mùi, vị, mùi, có vị, có dưỡng chất. Thế là 4. Tất cả vạn vật nó đều làm như thế, đất, nước, lửa, gió này mà thôi, chứ nó chẳng có cái gì khác cả. Bây giờ nhìn bằng mắt thường mình thấy nó có đủ các màu sắc, nó đủ các hình dáng. Nào là cái này, cái kia, nhưng nó chỉ là 4 cái này. Đất, nước, lửa, gió. Từ đâu mà sinh ra sắc? Sắc sinh ra từ nghiệp, sắc sinh ra từ tâm, sắc sinh ra từ thời tiết, và sắc sinh ra từ vật thực. Những nguồn gốc của sắc là vậy. Có những cái sắc do những cái hành động quá khứ. Nhưng tại sao lại có cái sự khác nhau giữa các sắc? Thì là do có những cái nghiệp ở quá khứ nó sinh ra sắc. Như bây giờ mình có cái sắc thân là cái sắc thân người này, thì đó là cái nghiệp quá khứ. Mình đã tạo một cái thiện nghiệp thì đó bây giờ mình mới được sinh ra làm người, và mình có cái sắc thân như thế này. Ví dụ có người thì sinh ra mình có cái sắc thân là người nam, thì do mình đã tạo cái nghiệp nó phù hợp với cái nó cho ra quả là người nam. Có người thì sinh ra là người nữ, đấy thì nó cũng đều là cái sắc sinh ra từ nghiệp của quá khứ. Và có người khỏe mạnh, có người thì ốm đau, có người thì sống lâu, có người thì chết sớm, thì đấy nó cũng là do cái nghiệp, nó chi phối vào cái sắc thân này. Cái sắc thân này nó bị những cái nghiệp ở quá khứ nó chi phối rất là nhiều, cho nên là có những cái người rất là nhiều bệnh tật. Đấy là do cái nghiệp bất thiện nó nó tác động vào. Có cái người thì rất là khỏe mạnh, có cái sắc thân rất là khỏe mạnh, đấy là do cái thiện nghiệp nó tác động, nó sắc sinh ra từ nghiệp là như vậy. Có sắc sinh ra từ tâm, có khi là cái tâm của mình mà tốt thì cái sắc nó tốt. Ví dụ cái tâm lý của mình thoải mái, mình vui vẻ thì mình cái sức khỏe nó cũng tốt. Thì đấy là do tâm lý nó tạo ra cái sắc thân, cái tâm cao thượng nó tạo ra cái sắc cao thượng. Cái tâm mà xấu, cái tâm mà bị xấu, bị yêu não, cái tâm hạ nhiệt thì nó tạo ra cái sắc hạ nhiệt. Cho nên là một phần cái thân của mình nữa nó phụ thuộc vào cái tâm lý. Tâm lý tốt thì cái sức khỏe tốt, thân thể tốt. Tâm lý mà không tốt thì thân thể nó không tốt. Cho nên cái sắc một phần nó sinh ra từ tâm, và có sắc thì sinh ra từ thời tiết. Có khi là do cái thời tiết mà mình ở cái nơi nào nó có cái thời tiết phù hợp thì mình sẽ có được cái sắc thân nó tốt hơn. Ví dụ trời mà quá nóng thì mình sẽ thấy người nó cũng mệt mỏi, nó mất nhiều mồ hôi. Trời mà quá lạnh thì cái sắc thân nó cũng bị co ro, nó cũng bị đông cứng lại, nó cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thời tiết nó cũng tạo ra sắc, nhưng mà người nào mà phơi nắng nhiều thì sắc nó cháy đen lại. Ở trong mình ít phơi nắng, ở trong cớm nhiều thì sắc nó trắng hơn. Nên là nó tùy theo thời tiết, nó cũng ảnh hưởng đến cái sắc thân này. Cho nên là sắc thân một phần là do thời tiết, sắc sinh ra từ vật thực, tức là thức ăn và nước uống hàng ngày. Nếu mà cái vật thực mà giàu dinh dưỡng thì mình sẽ có cái sắc thân nó khỏe hơn, tốt hơn. Cái vật thực mà nó dinh dưỡng kém thì cái sắc thân nó cũng kém hơn, yếu hơn, nó xấu hơn. Đấy là cái nguồn gốc mà sinh ra sắc. Có bốn cái nguồn gốc này khác nhau. Sắc do nghiệp sinh là những sắc gì? Để mà mổ chẻ ra những cái sắc trong cái bản tâm thì nó sẽ phân chia ra nhiều loại sắc. Ví dụ như là có nhãn tính sắc ở trên mắt của mình ấy, nó có một cái loại sắc thần kinh. Trên mắt nó có cái sắc gọi là thần kinh mắt, nó nhạy cảm với màu sắc. Nếu mà cái dây thần kinh thì chẳng may nó bị điện thì mình không nhìn thì mình bị mù luôn, không nhìn cái gì nữa. Từ tai thì nó có cái sắc thần kinh tai, gọi là nhĩ tịnh sắc. Thần kinh nó nhạy cảm với âm thanh. Những cái sắc này mà nó có thể nghe được âm thanh. Ở mũi thì có thần kinh mũi, tị tịnh sắc. Ở lưỡi có thần kinh lưỡi, ở thân thì có cái sắc thần kinh thân. Ở trái tim thì nó cũng có cái sắc nên nó gọi là ý thức, là cái nơi mà cho cái ý thức của mình an trú. Cái sắc ý bận, sắc tánh nam, sắc tánh nữ, sắc nặng căn. Thì bằng này sắc nó là những cái sắc nó do nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ nó tạo, cho nên là bây giờ có cái con mắt của mình mà nó mà sáng hay nó là mờ, nó cũng một phần nó do cái nghiệp quá khứ nó chi phối. Cho nên là mỗi người có một cái con mắt khác nhau, nhưng mà cái con mắt đấy nó cũng là do cái nghiệp của quá khứ. Bây giờ mình thì chỉ nhìn thấy là mắt, là cái con mắt thịt thôi, nhưng mà cái mắt này nó có cái điều mắt tai mình cũng thế. Có cái người thì có cái mắt mình sáng, có người mờ tai, có người thính, có người điếc. Tỉ cũng vậy, mũi của mình, lưỡi của mình, thân của mình, đấy là những sắc quá khứ. Sắc trái tim là cái nơi của ý thức, và cái lúc mình bắt đầu đi đầu thai là cái sắc trái tim mình có đầu tiên, với sắc tánh, với sắc thân, tịnh sắc. Ba cái sắc đấy trong cái lúc mình bắt đầu đi tái sinh, đi tục sinh, cái tâm tục sinh là có hơn 3 cái sắc này. Sắc tánh nam, sắc tánh nữ là trong cái lúc mà đi tái sinh nó có cái sắc tánh. Ví dụ người đó mà tánh mà cái nghiệp sinh làm người nam thì nó là cái sắc tánh nam, cái nghiệp để sinh làm người nữ thì lúc ấy nó là sắc tánh nữ. Thì từ cái sắc tánh nam thì sau này nó mới hình thành nên cái phôi thai của người nam. Từ cái sắc tánh nữ thì sau này nó hình thành nên phôi thai của người nữ. Và có cái sắc mạng căn, cái sắc linh hoạt thì nó duy trì cái sự sống, nó bảo vệ, nó duy trì sự sống của các cái sắc khác. Đấy là các cái sắc này. Nhưng tưởng tượng ở trong cái thân thể tham ái đối với sắc chẳng hạn, mình sẽ có người mà tham ái với con mắt, và mắt tôi đẹp thế này. Đấy, có người thì tham ái với tai, với mũi, với thân, với cái tính cách của người. Cái nam tính thì có cái tính đó là mạnh mẽ, cái sắc nữ tính thì có cái tính mềm mại, thì nó thì có cái tánh này trong đấy. Và khi mình quán chiếu, mình để mình dứt bỏ được cái tham ái, chỉ cần phải thấy được là cái sắc chân đấy. Và những cái sắc này chỉ có khi nào phát triển đến tuệ, chỉ có một người phải có được một cái định lực sâu và sau đó phát triển đến thiền tuệ thì mới có thể quán chiếu được các cái sắc chân đế. Thì những cái sắc này nó là cái pháp này, nó là những cái pháp chân đế, thuộc về cái sắc chân đế. Sắc chân đế thì phải thấy bằng cái tuệ giác, bằng cái thiền tuệ Vipassana. Sắc do tâm sinh thì là những cái sắc mà do tâm sinh, sắc do tâm như là cái sắc hư không, những cái sắc mà nó không có thực, sắc ranh giới của các sắc thân biểu chi, khẩu biểu chi. Khi mà bây giờ một người mình cử động, khi mà mình cử động một cái là mình khởi lên cái ý muốn cử động một cái là tự nhiên ở trong tâm mình nó tạo ra một cái nhóm sắc này. Nó tạo ra những cái nhóm sắc do thân biểu chi. Mình bước đi hay là mình ngồi, mình bất cứ một cái cử động gì nó phải có cái tâm nó khởi lên cái ý muốn cử động, sau đó nó mới cử động. Thì cái lúc mà nó vừa mới khởi lên cái ý muốn cử động đấy một cái là thì trên thân nó đã, trong tâm nó xuất hiện ra các cái loại sắc, gọi là sắc thân biểu chi. Khi mà mình muốn nói một cái gì đó thì mình vừa mới khởi lên cái ý nghĩ chuẩn bị nói thôi là ở cái trong tâm của mình nó đã tạo ra một cái loại sắc, đó là khẩu biểu chi. Thân biểu chi thì nó có cái tánh gió của mình, nó phải hướng đến cái tâm của mình, nó phải hướng trong thân của mình, nó có đất nước lửa gió. Khi mà mình muốn đi thì mình cần phải có cái sự hỗ trợ của phong đại. Phong đại là gió. Thì cái lúc đấy mình khởi đến cái ý muốn đi một cái thì cái tâm của mình nó đã bắt lấy cái tánh gió này, và cái tánh gió nó hỗ trợ cho cái thân này cử động được. Chứ nếu cái tâm của mình nó không bắt được vào cái phong đại thì mình sẽ bị bại nhiệt, không có nhúc nhích, không cử động được gì hết. Tất cả những cử động của mình nó đều có cái sự hỗ trợ của phong đại, của gió. Cho nên gió nó có cái tính đẩy, đẩy, đưa đẩy, tính nâng đỡ, tính đưa đẩy của gió. Thì khi mình muốn cử động cái gì nó phải có cái gió nó hỗ trợ, và cái tâm của mình nó sẽ bắt lấy cái tánh gió. Khi mà mình muốn nói bất cứ một cái điều gì đấy, mình khởi lên cái ý nghĩ muốn nói một cái thì cái lời nói nó cần phải có cái sự hỗ trợ của cái đất, của cái tính địa đại, cái tính địa đại nó có tác động vào được cái sắc mạng căn ở nơi cổ thì nó mới tạo ra được cái âm thanh, nó tác động với lẫn nhau nên nó tạo ra được cái âm thanh như vậy. Nó có cái sắc khẩu biểu chi, có đất nổi trội. Cái thân biểu chi thì có gió nổi trội. Sắc khinh là có cái tính nhẹ nhàng, sắc nhu là có cái tính mềm mại, sắc thích nghiệp là có cái tính nó thích nghi. Có cái sắc thì nó sinh lên, có cái sắc thì nó tiếp tục phát triển, có cái sắc nó nao hóa và có cái sắc nó hoại diệt chấm dứt. Nên là cái loại sắc này do tâm nó sinh, ra được các cái loại sắc như thế này. Còn thế nào là sắc do thời tiết sinh? Sắc do thời tiết là những cái thời tiết này, cái nhiệt độ hay còn gọi là hỏa đại. Thời tiết trong sắc nghiệp thì hỏa đại sinh ra năm thế hệ. trong sắc tâm và vật thực thì họ đã sinh ra ba thế. Trong tất cả vạn vật vô tri đều là sắc do thời tiết sinh. Thời tiết nó sinh tất cả vạn vật ở thế gian này, nó duy trì được, nó tồn tại được lâu là do cái tính hỏa đại. Cái vật chất gì mà cái hỏa đại mạnh thì cái vật chất đấy nó sẽ tồn tại lâu. Cái vật chất gì mà cái hỏa đại mà yếu thì cái vật chất đấy nó sẽ chóng bị phân hủy. Ví dụ như là trong cái thân thể con người mình sẽ có cái tính hỏa đại, nhưng mà hỏa đại ở trong thân người mình nó có mạnh không? Nó có mạnh bằng cái hỏa đại ở trong kim cương không? Bây giờ một cái xác chết mà để bên cạnh một cái cục đá thì cái gì nó sẽ tồn tại lâu hơn? Hòn đá nó sẽ tồn tại lâu hơn vậy. Vậy thì trong hòn đá cái hỏa đại nó mạnh hơn. Cái gì mà nó tồn tại lâu là cái hỏa đại nó mạnh. Hỏa đại thì nó cứ sinh ra các cái thế hệ để sắc liên tục sinh ra các thế hệ sắc để nó duy trì sự sống. Để trong thân con người thì cái hỏa đại nó cũng có nhưng mà nó yếu, nó không mạnh. Cho nên bây giờ mình động các cái tay, cánh tay vào nhau nó không có phát ra được, nhưng mà mình đập hai hòn đá vào nhau nó tóe ra được. Thì trong những cái vật chất này nó có cái hỏa đại nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn thì nó tồn tại lâu hơn. Còn trong người mình có cái phong đại hoặc là thủy đại nó mạnh, địa đại cũng mạnh, và những cái thứ đấy thì nó tồn tại không lâu bằng hỏa đại. Thì tất cả các cái vạn vật vô tri thì đều là sắc do thời tiết sinh hết. Các cây cối nó cũng vậy, nó cũng là sắc do thời tiết sinh. Tất cả vạn vật thì nó chỉ có một loại sắc. Còn ở trong con người mình mới có đủ 4 loại sắc: do nghiệp sinh, do tâm sinh, do vật thực sinh. Ở trong cái chúng sinh, trong tất cả những chúng sinh có 5 uẩn thì nó có đủ các loại sắc đấy. Còn cây cối và những cái vật chất ở bên ngoài thì nó chỉ có một loại sắc là sắc do thời tiết sinh. Vật chất càng cứng rắn thì hỏa đại càng mạnh, hỏa đại mạnh hơn, gợi nên liên tục nên nó tồn tại lâu. Như kim loại, vật chất mềm thì hỏa đại yếu thì nó gợi nên kém. Như xác chết nó chóng bị tiêu hủy, Thế nào là sắc do vật thực sinh? Sắc do vật thực là những cái thức ăn đấy, thức ăn và nước uống là cái sắc thời tiết. Khi mà cái thức ăn mà nó ở bên ngoài, nó chưa vào trong bụng mình thì nó là sắc gì? Nó là sắc thời tiết vì nó là vật chất bên ngoài. Nước uống vậy, khi nó còn ở bên ngoài thì nó là sắc thời tiết thôi. Khi mà nó vào đến bao tử một cái thì nó tác động với cái nhiệt tiêu hóa ở trong cái bao tử của mình một cái, nó lan tỏa lên khắp toàn thân để nó nuôi dưỡng các loại sắc. Vào đến bao tử một cái nó lan tỏa hết. Khi mà nó gặp cái sắc do nghiệp sinh ở trên con mắt, ví dụ nó gặp cái nhãn tịnh sắc một cái thì nó sinh ra 5 thế hệ sắc vật thực. Khi mà nó gặp sắc do tâm sinh thì nó tái tạo ra 3 thế hệ. Nó gặp sắc thời tiết sinh thì nó tạo ra 3 thế hệ. Nó gặp sắc vật thực đi trước thì nó tái tạo ra 12 thế hệ. Đấy là cái sắc vật thực của mình ăn vào. Và cái sắc vật thực ấy nó cứ tái tạo ra các thế hệ để nó nuôi dưỡng sắc liên tục. Ví dụ trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, những cái căn đấy nó có linh hoạt được ấy, nó có an ổn được ấy là nhờ trong bao tử mình có vật thực. Bây giờ trong bao tử mình mà không còn cái gì, rỗng không là tự nhiên mắt mờ, tai bắt đầu nghe nó không rõ nữa, thân bắt đầu là uể oải. Thì nó không còn cái vật thực để nuôi dưỡng, thì cái vật thực để nuôi dưỡng tất cả các sắc khác. Và cái vật thực nó sẽ nuôi dưỡng được liên tục trong 7 ngày. Có thể là mình ăn vào 2-3 ngày là mình sẽ nó tiêu hóa hết rồi, trong bụng mình sẽ không còn gì nữa, nhưng mà mình vẫn sống thêm được 7 ngày. Bởi vì các cái sắc này khi mà nó lan tỏa lên các căn, nó cứ tái tạo ra các thế hệ liên tục để nó nuôi dưỡng các sắc. Và nó cứ tái tạo ra thế hệ này thế hệ khác liên tục. Như vậy cho nên nó duy trì cái mạng sống của cái thân này được tới 7 ngày. Còn nếu mà mình ăn vào cái vật thực của chư thiên thì mình sẽ sống được tới 30 ngày đến 3 tháng. Cái sắc do vật thực sinh thì nó có thể duy trì được 1 ngày đến 7 ngày. Như cái gì mà dinh dưỡng kém thì nó chỉ được ngày là nó hết đấy. Nhưng mà cái thức ăn gì mà nó giàu dinh dưỡng thì nó mới duy trì được đến 7 ngày. Đấy, nó còn tùy theo cái vật thực, cái thức ăn. Còn nếu mà có vị chư thiên nào người ta bỏ cái thức ăn vào trong thức ăn của mình thì mình có thể nhịn đến 3 tháng mình không chết. Cho nên là có nhiều người người ta nhịn rất là lâu chết, biết đâu chư thiên người ta không muốn cho mình đó chết. Sắc là vật thực gì? Làm thế nào để thấy được các cái sắc này? Các cái sắc này là cần phải thực hành thiền tứ đại. Phải thực hành thiền tứ đại trong 40 cái đề mục thiền. Thì có cái thiền mà khó thực hành nhất, cái thiền thâm sâu nhất, cái thiền cũng là quan trọng nhất, chính là thiền tứ đại. Thiền tứ đại mới là thiền cực kỳ quan trọng. Vì cái thiền này thì nó vừa là thiền chỉ, nó vừa là thiền quán. Khi một người đắc được thiền tứ đại thì đắc được cận hành định. Vì từ cái định cận hành đấy, vị đó sẽ phân biệt được các cái sắc chân đế. Khi mà chuyển sang phân biệt sắc chân đế thì trở thành thiền tuệ. Và có phân biệt được sắc chân đế này thì mới giác ngộ ra được các sự thật. Cho nên là một cái người tu tập theo giáo pháp của Đức Phật thì bắt buộc phải thực hành thiền tứ đại. Thiền tứ đại tức là để phân biệt trên cái thân mình nó có 4 đại. Bây giờ mình chỉ biết là cái thân của tôi nó có 32 thân phần, có tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận này. Khi mà mình mổ ra, mình phanh phui ra thì mình sẽ thấy tim gan lá nách phổi ruột màng, mình chỉ thấy được bằng xương bằng thịt vậy thôi, chứ mình đâu có thấy được đất nước lửa gió. Nhưng mà bằng cái trí tuệ thì mình mới phân biệt được những cái tính của đất nước lửa gió. Ví dụ cái gì nó có tính cứng, tính thô, tính nặng, tính mềm, tính mịn, tính nhẹ thì đấy nó thuộc đất. Ví dụ bây giờ trong cái gì, trong người mình cái gì cứng nhất, răng cứng nhất này. Bây giờ muốn thấy được tính cứng thì làm sao? Mình cắn răng lại vào nhau, mình cảm nhận được cái độ cứng của nó. Để răng, xương, tất cả những cái chỗ đấy nó đều là cái tính cứng. Tính thô là tính khô, như là bây giờ mình đưa tay mình xoa lên trên tóc mình sẽ thấy nó có cái tính thô, thô ráp thì đấy là tính thô. Tính nặng, người mình có cái tính, có những lúc nó nặng, có những cái lúc có cái tính mềm, có tính mịn và có tính nhẹ thì đấy là tính thuộc về đất. Cho nên là trong người mình có những cái lúc mình thấy người nó cứng đơ, có lúc thì nó thô, có lúc thì mình thấy nó nặng nề, có lúc nó mịn, có lúc nó mềm mại, có lúc nó nhẹ nhàng. Thì đấy là nó thuộc về khi nào cái địa đạo thì nó mạnh thì nó thế. Còn nước thì nó có hai tính tan chảy và kết dính. Trong thân thể mình thì nó có nước, nó chiếm một phần lớn, máu, mồ hôi, nước tiểu thì có 12 cái mà nó thuộc về tính nước ấy. Mật đàm, mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước cấp xương, nước tiểu ấy. Nó chiếm tới 70% khối lượng cơ thể mà. Cái trọng lượng của cơ thể mình nó nước nó tính rất là nhiều. Thì cái đấy nó thuộc về cái khi mà mình quan sát cái sự tan chảy và kết dính. Ví dụ như tại sao cái da của mình nó có thể dính được vào thịt, là vì nó có cái tính kết dính. Kết dính như là cái tính của nước, nó có cái tính kết dính đấy. Nó có cái tính tan chảy. Thấy trên người mình chảy mồ hôi, chảy nước miếng, chảy nước mũi ra đấy, thì đấy là cái đặc tính của nước. Mình để ý, mình quan sát cái tính những cái dòng mồ hôi, những giọt nước miếng nó chảy thì mình sẽ thấy được trong người mình có những cái dòng nước nó chảy khắp toàn thân. Nữa nó có hai đặc tính nóng và lạnh. Có những cái lúc mình bị cảm nóng, có lúc mình bị cảm lạnh. Hai cái đặc tính nó đều là tính của lửa hết. Có những cái lúc mà thân mình nó nóng, có lúc thì nó lạnh. Nóng nó cũng là lửa, mà lạnh nó cũng là yếu tố của lửa. Gió nó hay đặc tính đẩy và hỗ trợ, đẩy và cái tính nâng đỡ. nâng đỡ hay là hỗ trợ. Đó là cái đặc tính của gió. Nhưng mà có những lúc mình ngồi làm sao mình cứ thích rung cái chân, rung cái tay, rung cái người. Thế là tại sao mình thấy, bởi vì là cái lúc đấy là cái tính, cái phong đại của mình ấy. Phong đại nó cứ muốn đưa đẩy như thế, như gió nó cứ thích rung cây, rung lá, rung cành. Trong mình mà cái phong đại nó lạnh là mình ngồi nó không muốn yên, nó cứ rung đưa. Nhưng mà cái lúc là mà địa đại nó mà mạnh thì làm sao? Tự nhiên mình cứ muốn đi nằm. Ví dụ như sáng nay ra ngồi thiền làm sao? Buổi sáng mà mình lại hay hôn trầm, thấy nó nặng nề mình cứ muốn đi mà nằm này. Thế là do là cái phong đại nó mạnh, cái địa đại của mình nó mạnh. Địa đại của mình nó mạnh nên là mình thấy nó người nó cứ nặng nề, nó uể oải. Nên do địa đại nó nổi trội, nó mạnh. Nhưng mà có những cái lúc thì mình lại thấy mình cứ thích đi đây đi đó, thích chạy nhảy, thích tung tăng. Nên là do cái gì nó thúc đẩy, do phong, do gió. Gió nó mà mạnh ấy thì nó cứ đưa mình cứ muốn bay như thế gì đó, chứ nó không muốn ngồi yên. Cho nên là trong cái cơ thể con người, mỗi người một khác ấy. Có những cái người cứ thích hoạt động, thích đi năng xăng, là do cái gió nó mạnh, nó thích bay đây bay đó. Nhưng có những cái người thì không muốn đi đâu cả, cứ nằm ì ở trong phòng từ sáng đến tối, ngày nào cũng như thế, đi đâu cũng không muốn đi. Nên là do cái người đấy là cái người bị thiên về địa đại nhiều. Có những người thì có cái phong, cái hỏa đại nó nhiều thì cái người đó nóng. Cái người nào mà hỏa đại nhiều cái người đó cái nhiệt nó mạnh. Nhiệt nó mạnh thì người đó chóng già, chóng lớn. Trẻ con mà có nửa mạnh thì chóng lớn, chóng già. Đây là cái sắc thân. Mình phân biệt các cái đặc tính ở trên thân, đất nước lửa gió. Khi mà mình tưởng niệm đến đất là mình cảm nhận được các cái đặc tính cứng thô nặng mềm chân mịn nhẹ. Rồi là tưởng đến cái nước là mình thấy được cái tan chảy kết dính. Tưởng nhớ đến lửa mình thấy được nóng lạnh. Tưởng đến gió mình thấy được đẩy và hỗ trợ ở trên cái thân này. Mình cảm nhận được 12 cái đặc tính này thì mình sẽ phát triển được thiền tứ đại. Phân biệt cái này mình phát triển được thiền tứ đại. Sau khi mà phát triển được thiền tứ đại rồi thì bắt đầu mới đưa tâm lên các căn, và mình phân biệt được các sắc, các căn. Lúc này mới phân biệt sắc các căn. Ví dụ là trên mắt có bao nhiêu loại sắc, trên mắt nó có những cái sắc là nhãn vị sắc, tám sắc bất nhi, đất nước lửa gió màu mùi vị đựng chất, cộng với sắc mạo căn nữa, 10 sắc. Thân tịnh sắc nó cũng có 10 sắc, sắc tánh có 10 sắc, sắc mạo căn có 9 sắc, sắc vật thực có 8 sắc, thời tiết có 8 sắc, sắc do tâm sinh có 8 sắc, cộng lại với nhau là nó có 10 cộng 10 cộng 10 cộng 9 cộng 8 cộng 8 cộng 8 bằng 63 sắc. Đấy là khi mà một người mà hành được cái thiền tứ đại thì cái vị đó sẽ phân biệt được một cách chi tiết như vậy. Phân biệt được một cái cách chi tiết đó là những cái sắc nó như thế. Thậm chí còn phân biệt được từng cái sắc một. Chứ bây giờ mình cho mình nhìn vào con mắt thì mình nhìn thấy con mắt, phải không? Mình chỉ biết đó là một cái con mắt vậy thôi. Nhưng mà khi mà có trí tuệ thì mình phân biệt sắc ở trong con mắt thì nó có tới các cái loại sắc khác nhau nha, 63 sắc, 7 cái loại sắc này. Đấy, mà nó chia thành 63 sắc. Cũng vậy ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi nó đều có 63 sắc như vậy. Nó chỉ khác là ở tai thì nó có nhĩ định sắc, ở mũi thì nó có tỷ định sắc, ở lưỡi thì nó có thiệt định sắc, và nó cộng với các cái sắc khác nữa: thân tịnh sắc, sắc tánh, sắc mạn căn, sắc vật thực, sắc thời tiết, sắc do tâm sinh, các cái sắc như vậy. Còn ở thân thì nó khác một chút. Ở thân thì nó có thân tịnh sắc, có sắc tánh, sắc mạn căn, sắc vật thực, sắc tâm sinh, sắc thời tiết, 10 cộng 10 cộng 9 cộng 8 cộng 8 bằng 53 sắc. Thế là ở thân thì nó có 53 sắc khác nhau. Thân tịnh sắc. Ở trên mắt mình thì có thân tịnh sắc không? Có. Ở trên mắt mình nó có nhãn tịnh sắc, nhưng mà nó cũng có cả thân tịnh sắc. Tất cả ở trên khắp toàn thân mình, chỗ nào nó có thân hết, nó có thân tịnh sắc hết. Nhưng mà ở trên thân thì nó có nhãn tịnh sắc không? Không. Trên thân thì nó không có nhãn tịnh sắc, nhưng mà ở trên mắt thì nó có thân tịnh sắc. Ở tai mình nó có thân tịnh sắc không? Ở tai thì nó không có thân tịnh sắc, nhưng mà ở trên thân thì nó có nhĩ tịnh sắc không? Không có. Nó gì khác nhau mỗi thế thôi. Ở trên thân mình thì nó có thân tịnh sắc và các cái sắc tánh, sắc căn, sắc vật thực, các cái sắc này cộng lại và nó sẽ có 53 sắc. Trên thân thì có 6 loại sắc. Ở trái tim mình thì có 63 sắc. Có sắc trái tim, có sắc tánh, sắc thân tịnh sắc, sắc mạng căn, sắc vật thực, sắc tâm sinh, sắc thời tiết, cộng lại bằng 63 sắc. Học về sắc này có hiểu gì không? Mù tịt. Đấy là cái pháp của đạo Phật, cái giáo pháp này, nó cái pháp mà liên quan đến pháp chân đấy nó rất là thâm sâu, nó rất là cao siêu. Và để mà hiểu được cái này phải là những người phải học một thời gian rất là dài. Nhưng mà thì ai có học được cái này thì mới thực hành được thiền tuệ. Trong cái quá trình pháp hành mà liên quan đến thiền tuệ là phải phân biệt từng sắc một này, phải hành thiền tứ đại và phân biệt từng sắc một. Nếu mình có phân biệt được các cái sắc này thì mình mới thấy được các pháp chân đế và mới có thể giác ngộ được